Rồi mình sao tới đây là tới chỗ cái đường nó còn bình thường. Từ đây trở lên là bắt đầu làm bèo đúng không? Thì mình thấy có giống như nói ở đây là có 5 tầng bèo, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, tầng thứ năm. Rồi cái miếng này ở đây nó sẽ đi lên cái tầng bèo thứ nhất này đúng không? Này miếng thứ nhất đúng không? Rồi. Cái này nó xếp đúng không? Nó xếp rồi nó lật qua. Miếng vải là đang từ bên đây đi qua đây, nó không lật lại bên đây đúng không? Thì khi miếng vải lật ra tờ giấy mình cũng lật. Xong mình sao tiếp miếng thứ hai. Miếng thứ hai đây. Rồi đến đây, miếng vải của mình lại lật lần nữa, miếng giấy mình cũng lật luôn. Này miếng thứ ba. Rồi lật tiếp, lật miếng giấy. Đó là học xong cái này mình sẽ học qua tới bài xếp ly. Xếp ly là cũng sẽ ngồi lắm. Rồi qua tới miếng thứ tư. Miếng thứ 2 tới miếng thứ 5 là hết tập. Đó, nguyên cái đường này mình sẽ lượm tròn lại ha. Thì đó, ra mà nó xè cái này thì nếu mình lật đó, đúng thì nó ra có 1 phần tư hình tròn thôi, tầm cỡ đó. Bên đây là center front, đây có một cái miếng kia. À, nó giống vậy, nhưng mà cái này của canh là tới nửa hình tròn, cái này của nó có 1/4 hình tròn thôi, nhưng mà cái phương thức với lại cái kết quả là giống giống nhau. Nếu mà bây giờ cái này mình có tính lại theo 1/4 hình tròn nó sẽ ra y chang vậy. Thì làm rập 2D lúc nào cũng vậy, lúc nào mình cũng sẽ có hai cách. Một đó là dựa vào kinh nghiệm và công thức của sách vở mình vẽ ra thẳng luôn, cái này là vẽ theo công thức. Cái này mình ngồi mình tách giấy, mình cắt giấy, mình ngồi mình dán. Cái này là center point bên này, cái bên này nó cũng vô y vậy. Rồi sẽ ra nguyên một cái rập. Miếng bên này là miếng căn bản, miếng bên này là miếng có bèo xếp ly. Nó tương tự giống như là lúc mình học mà xoay chuyển bên cũng vậy. Xoay chuyển bên mình có hai cách đúng không? Một là mọi người có